security see. Xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì video tiếp theo này thì mình xin làm một clip đó là nói về kinh dị mà tất cả mọi người đều ở Việt Nam này rất là, nói chung là huyền bí. Nên trò chơi mình chơi đó là trò chơi Yes No. Và đó là được gọi tên là trò chơi Cherry. Và đến video này thì mình xin giải mã với cái trò chơi này. Và ở trong một khu vắng vẻ như thế này thì tất cả mọi người của mình cũng rất là hồi hộp và lo sợ. Thì bây giờ thì nhóm mình sẽ bắt đầu trò chơi này. Trước tiên là phải chấp điều hay đọc hoàng chủ ha. Trò này rất là nổi tiếng các bạn, Chaplin. Trò này đã trở thành một trò chơi ma quỷ cổ điển mà gọi là huyền thoại. Tôi không biết là liệu nó có thật hay không. Bây giờ chúng tôi cùng giải đáp trò chơi này. Xin bắt đầu. Chaplin, are you here? Chaplin, are you here? Đọc bằng tiếng Việt đấy. Trò này được chơi phải tiếng Anh mới được. Tao trả lời chứ. Mọi người cứ bình tĩnh. Chưa có gì các bạn. Tôi sẽ ấm sâu hơn. Sắp dép đấy thưa. Chaplin, are you here? Trò chơi này. Thì mình xin cũng mình làm 5 lần luôn. Mình làm 5 lần luôn. Okay. Chơi thằng Trung nó lớn quá trời nên nó tắt. Thằng Trung cái miệng như cái mua. Tới rồi nó không nhận. Cái mua xin nãy nó tới mà sao không tới. Ê thằng kia tốn mấy chục ngàn cái đèn cày mà không thấy nó đâu. Mình sẽ kêu bằng tiếng Việt cho các bạn. Nãy giờ thì mình cái này chắc là ngôn ngữ nói chung nên... không ngôn ngữ cũng là Chaplin là tên nó đúng không? Ai dùng here là hỏi bạn có ở đây không? Ê mày tên gì mày nói mày á luôn đi. Lớn. Nó tới rồi các bạn. Thì trò chơi này các bạn đã thấy rồi. Như vừa rồi. Thì mình vừa gọi tên Charlie. Nhưng mà trò chơi này đéo định nghiệm chút nào hết trơn. Nãy giờ chửi tiếng Việt, tiếng Anh luôn á. Mà nó không nên luôn á. Không ngờ là vậy luôn á. Các bạn ơi, nhớ like và share để mọi người biết video này nha. Và đừng quên chia sẻ. Bye bye. Bye bye. Bye. Made by you. Did anybody out there?